chia tay huấn luyện viên trước trận đấu với Alexander Povetkin. Chỉ hơn 6 tuần trước trận chiến với Alexander Povetkin, tay đấm hạng nặng người Anh Dylan White đã quyết định tìm kiếm một người huấn luyện mới. White, người đứng thứ 2 ở hạng nặng theo bầu chọn của The Ring, vừa công bố trên truyền thông vào thứ Tư rằng anh không còn làm việc với huấn luyện viên Mark Stipp nữa, kết thúc khoảng thời gian 4 năm họ hợp tác cùng nhau. Mark Stipp và tôi sẽ không còn mối quan hệ võ sĩ và huấn luyện viên nữa. Tôi đang tập luyện ở Bồ Đào Nha, Mark thì có một gia đình trẻ và công việc tại phòng tập tại Anh. Như vậy mọi thứ trong công việc đã diễn ra không như chúng tôi mong đợi. Mark gia nhập đội của tôi cách đây 4 năm và giúp tôi trở thành võ sĩ đẳng cấp thế giới như bây giờ. Mark là một huấn luyện viên tuyệt vời và tôi luôn biết ơn anh ấy cũng như bố của anh ấy vì tất cả những gì họ đã làm. Tin tức này đã được công bố và sẽ gây ngạc nhiên cho khá nhiều người vì không có một dấu hiệu báo trước nào rằng nó sẽ xảy ra. Tay đấm bất bại ở hạng cân Richard Rasphone cũng cho biết anh đã có buổi chia tay cảm động với Tips. Đang tập luyện ở Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Povetkin, White 27 trận thắng, 1 trận thua, 18 trận knockout, được dự đoán sẽ không công bố người huấn luyện mới một cách nhanh chóng. Về đối thủ của anh, tay đấm người Nga được The Ring xếp hạng 6 ở hạng nặng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dylan White phát điên vì Anthony Joshua tranh mất suất đại chiến Tyson Fury. Anthony Joshua không ở vào vị trí để đối đầu với Tyson Fury. Theo đối thủ cũ của anh, đồng thời cũng là kẻ thách đấu danh hiệu WBC, Dylan White. Joshua đã lên kế hoạch để đụng độ với Fury vào năm 2021, theo sau là một trận tái đấu bất chấp kết quả. Dù còn 2 trận đấu bảo vệ danh hiệu, nhưng nhà vô địch người Anh vẫn tuyên bố giao kèo kể trên với người đồng hương Fury. Cả hai nhà tổ chức IBF và WBO đều đã làm rõ đối thủ tiếp theo của Joshua, đó là Kubrat Pulev và Oleksandr Usyk. Tuy vậy, điều này cũng không ngăn cản được đại diện của hai tay đấm xứ sở sương mù thảo luận về cuộc đối đầu đầy lợi nhuận chia theo tỷ lệ 50-50. Trong khi Joshua phải vượt qua hai thử thách khó khăn trước mắt, thì Fury cũng không khá gì hơn. Vua Gypsy sẽ đấu trận thứ 3 với Deontay Wilder ở lần thượng đài kế tiếp, sau đó sẽ là cuộc chiến bảo vệ danh hiệu WBC trước Dylan White. Nói về việc mình có thể mất đi thứ tự ưu tiên vì Joshua, White chia sẻ cảm nhận trong chương trình The AK Barker Show. Tôi không có nhiều điều để nói về trận đấu đó vì họ đang cố xen ngang vào vị trí của tôi. Joshua đấu với ai cũng được, nhưng không phải anh ta. Fury phải đối đầu với tôi trong trận bảo vệ danh hiệu. WBC đã trì hoãn nó mà không có thông tin rõ ràng. Tôi đã vượt qua cuộc kiểm tra chất cấm và không có vấn đề gì. Vậy nên tôi đang đối mặt với một sự bất công khủng khiếp. Joshua không nên đấu với Fury. Kết thúc phát biểu, Dylan White nói thêm rằng Wilder nên nhận tiền bồi thường mà không cần so tài lần 3 với Fury vì tay đấm người Mỹ sẽ không thay đổi được điều gì. Trước những đối thủ to lớn và có đầu óc thì lối đánh trước sau như một của Wilder không phát huy được. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dylan White tiết lộ cách đánh bại Fury, điều mà Wilder chưa làm được. Dylan White tuyên bố sẽ thắng Tyson Fury bằng cách tấn công vào cơ thể đối thủ, điều mà anh không cảm thấy Deontay Wilder có thể làm được. Tay đấm có biệt danh kẻ vô người là đối thủ thách đấu danh hiệu WBC hạng nặng và anh sẽ đối đầu với nhà vô địch Fury để giành danh hiệu này vào năm sau. Vào thời điểm 2019, hội đồng đã tuyên bố rằng White sẽ tham gia trận thách đấu danh hiệu của mình. Bất chấp người giữ đai WBC là Fury hay Wilder, hai võ sĩ này sẽ so tài lần thứ 3 vào cuối năm sau, sau khi Fury có trận hòa may mắn năm 2018 để rồi lật đổ ngai vàng của Wilder vào tháng 2 vừa rồi. Và mặc dù có trận đấu với Alexander Povetkin trong tháng 8, điều này cũng không ngăn cản tay đấm người Anh vạch ra kế hoạch xoán ngôi vua Gypsy. White phát biểu trên Skyport, Fury biết rõ Wilder không đấm mạnh như mọi người vẫn đồn và Wilder không thể tấn công vào cơ thể đối thủ. Nếu anh ta đánh vào người Fury từ đầu trận, Fury sẽ không thể đứng lên từ cú đấm ở những hiệp sau, dù đôi chân và cơ thể anh ta rất khỏe mạnh. Không có cú đấm nào vào cơ thể cả. Wilder chỉ nhắm vào đầu, bạn có thể choáng váng vì cú đánh vào đầu, nhưng khi cơ thể bạn gục xuống,
bạn sẽ bị tấn công cả trên lẫn dưới. Đó là cách bạn đối phó với Fury, bạn phải tấn công cả trên và dưới. Anh ta rất cứng rắn và có khả năng phục hồi tốt, nhưng tôi sẽ nhắm vào cả đầu và cơ thể anh ta liên tục suốt trận đấu, thế nên đó sẽ là một câu chuyện khác. Mặc dù nổi tiếng với cú móc trái chứ danh đã làm choáng Anthony Joshua và khiến Joseph Parker cùng Derek Chisora nằm sàn, nhưng chính khả năng tấn công cả đầu và cơ thể mới là vũ khí đáng sợ của White. Võ sĩ 32 tuổi còn tiết lộ khát khao chiến đấu khiến anh rất nguy hiểm trên võ đài. Fury có tất cả các kỹ năng và những thứ khác, nhưng tôi là một con thú và tôi đến để chiến đấu, đơn giản vậy thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury tiết lộ tin nhắn đầy cảm xúc với đối thủ trên mạng xã hội Dylan White. Hiện tại Dylan White và Tyson Fury đang mải miết đấu khẩu với nhau trên mạng xã hội, nhưng ít ai biết rằng Tyson Fury cũng từng có những dòng tin nhắn động viên đầy cảm xúc đến White. Tyson Fury mới đây đã tiết lộ những tin nhắn đầy cảm xúc mà anh gửi đến kỳ phùng địch thủ Dylan White, kẻ đang liên tục thách thức một suất tranh đai WBC của Tyson Fury thời gian gần đây. Vào năm 2019, Dylan White đã trải qua cáo buộc sử dụng chất cấm và đối diện với án phạt cấm thi đấu từ 4 đến 8 năm. Mọi chuyện đã khá tệ cho Dylan White. May mắn thay, võ sĩ thành London đã chứng minh được anh vô tội và đã được cấp phép thi đấu trở lại. Đó là khoảng thời gian Dylan White nhận rất nhiều chỉ trích, thậm chí scandal này đã đánh mất suất tranh đai của anh với nhà đương kim vô địch lúc bấy giờ là Deontay Wilder. Nhận ra tình cảnh khó khăn của đồng nghiệp, Tyson Fury đã gửi lời động viên. Này bồ, tôi vừa xem đoạn phỏng vấn của bồ và tôi thấy bồ có vẻ hơi xuống tinh thần một chút. Hãy ngẩng cao đầu lên vì anh đã làm tốt trong đêm qua. Với mọi thứ áp lực đang đổ dồn lên anh như thế, hãy để mọi thứ sau lưng và cùng oanh tạc năm 2020 nào. Cầu Chúa phù hộ cho anh. Tyson Fury nói, đây là dòng tin nhắn tôi gửi cho Dylan White vào tháng 12 sau trận đấu giữa anh ta và Marius Watts. Tôi thực sự lo lắng cho anh ấy, vì thế nên tôi mới nhắn cho anh ta. Và đây là cách mà mọi người đối xử với bạn sau khi bạn đối xử tốt với họ. Nhân tiện khi mà anh ta vừa thoát khỏi lệnh cấm thi đấu, tôi đã đưa anh ta đến phòng tập và đấu tập, trả tiền cho anh ấy và nâng anh ta như nâng trứng. Và hắn đáp trả tôi bằng một dòng tweet nhảm nhí. Có một câu châm ngôn cho rằng con người ta thường nhầm lẫn sự tử tế với yếu đuối. Được biết thời gian gần đây, Dylan White đã bắt đầu khẩu chiến trên mạng xã hội với tân vương WBC hạng nặng Tyson Fury. Dylan White từng tuyên bố, cứ chạy trốn đi Fury, tao không giống như mày, tao là một võ sĩ thực thụ, không phải một gã hèn nhát. Tao sẽ chiến đấu với mày hoặc bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi đâu. Tao không cầu cho một trận đấu cỡ bự, nhưng mày thì đang cầu xin WBC cho mày trở thành nhà vô địch nhượng quyền để tránh đối đầu tao. Tất nhiên với tính khí của Tyson Fury, nhà vô địch WBC hạng nặng cũng đã lời qua tiếng lại với Dylan White. Thậm chí Gypsy King còn chốt hạ, quỳ xuống và nói yêu anh đi cưng. Thật khó tin với màn khẩu chiến trong hiện tại, Tyson Fury và Dylan White lại từng có những tin nhắn tốt đẹp dành cho nhau. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury lên tiếng về trận đấu tiềm năng với Mike Tyson. Sau khi tuyên bố trở lại sàn đấu, Mike Tyson đã được liên hệ với rất nhiều cái tên và mới nhất trong số đó là tân vương WBC, Tyson Fury. Fury thừa nhận anh đã nhận được lời đề nghị so tài cùng võ sĩ thép trong một trận đấu biểu diễn. Phát biểu với BT Sport, nhà vô địch người Anh xác nhận mình đang tiến đến gần một trận đấu với huyền thoại 53 tuổi. Tôi đã nhận được cuộc gọi và có cơ hội thi đấu cùng Mike Tyson và thốt lên, cái gì? Người gọi đến nói rằng anh có muốn thượng đài với Mike Tyson trong một trận đấu biểu diễn không? Tôi đã đáp lại, có, tất nhiên rồi. Thành thật tôi chẳng kịp nghĩ gì chi tiết về nó nữa. Fury cũng nhấn mạnh rằng anh không phản đối cuộc tái đấu lần 3 giữa Mike Tyson và Evander Holyfield. Anh cho rằng họ rất thích hợp về độ tuổi khi Tyson 53 còn Holyfield 57. Dù là một trận đấu mang tính chất giải trí, nhưng chênh lệch tuổi tác lúc này giữa Fury và Tyson cũng khiến nhiều người khó tiêu hóa nổi. Vua Gypsy năm nay 31 tuổi và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp quyền Anh. Dù biểu diễn hay không thì cuộc so tài này cũng vẫn tồn tại và cuộc chiến của những cái tôi. Mike Tyson từng nói rằng
cái tôi của anh ngày càng lớn mạnh khi bản thân tập luyện. Hiện tại, Fury có giao kèo về trận đấu thứ 3 với Deontay Wilder sau khi hạ đối thủ người Mỹ vào tháng 2. Trong khi đó, Tyson cũng không thiếu những đề nghị, mới nhất là lời mời gọi hơn 20 triệu đô từ BKFC. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.